trận đấu thứ tư của chúng tôi tại vòng loại thứ hai này, và chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu đó là làm thế nào giành được kết quả tốt nhất để hướng tới việc mà giành vé tham dự vòng loại thứ ba. The mission is of course to qualify the team for the third round of the World Cup. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là làm thế nào để giành vé đi tiếp vòng loại thứ ba. It remains four matches, not it remains three matches. Cùng với trận đấu Indonesia này, sau đó chúng tôi có hai trận đấu nữa, tổng cộng là ba trận đấu. We can say that we have our destiny in our hands. Ở hoàn cảnh hiện tại thì với tình thế của bảng đấu thì chúng tôi vẫn hoàn toàn nắm quyền là chủ động và tự quyết. And there is no reason to have a doubt. Và hiện tại thì tất cả chúng tôi thì không ai có sự nghi ngờ nào về mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi đã đi ra. Especially because in the last three matches left, we have two matches at home. Bởi lẽ trong ba trận đấu sắp tới thì có hai trận đấu mà chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. And it's a very big and great advantage. Đương nhiên đây sẽ là một lợi thế rất là lớn. Especially if we have a big backing, if the public come with numbers, it's clear that it will be a great advantage from the first second of the match and the last second of the match. Và vì vậy thì chúng tôi rất là mong nhận được sự ủng hộ của càng đông số lượng khán giả trên sân càng tốt để cổ vũ nhiệt thành cho đội từ những thời điểm đầu tiên của trận đấu tới những giây cuối cùng. And we are aware of that. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. We are aware that we have our destiny. Chúng tôi ý thức được là chúng tôi cần thể hiện được sự chủ động. We realize that we can do it. Our mission. Tôi tin là tất cả cầu thủ đều ý thức được điều đó và họ đều tin tưởng rằng là chúng tôi có thể đạt được mục tiêu chúng tôi đã đề ra. But of course, hope is not enough. We need to put the ingredients inside the match. Nhưng dĩ nhiên là đề ra mục tiêu là một chuyện, nhưng mà các cầu thủ cũng cần quyết tâm và thể hiện điều đó trên sân nữa. The result is not coming from the only the hope and dream. Kết quả thì đương nhiên là không chỉ đến từ việc đề ra mục tiêu hay là hy vọng về nó. The result is coming from what we have to do. Kết quả sẽ đến từ những gì mà các cầu thủ có thể làm được trên sân. In terms of strategy, in terms of aggressiveness, in terms of intensity, in terms of determination, in terms of intelligence, because we need to take the right decision at the right time to be efficient. Các cầu thủ đương nhiên ngoài việc mà họ cần kỷ luật và tuân thủ luật pháp chiến thuật, đồng thời là mạnh mẽ trong tất cả các tình huống mà chúng ta cần tranh chấp đối kháng trên sân, thì họ cũng cần khôn ngoan tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp nhất. Bởi lẽ chúng ta đều hiểu rằng cái sự khác biệt nó sẽ đến từ tính chính xác trong những quyết định cuối cùng. And this is what we tried to do for the last year. This is what we did for the last 3 days. And I feel a great ambiance inside the group, and the players are ready to make the challenge successful. Đó là những gì mà chúng tôi đã luôn hướng tới kể từ những đợt tập trung đầu tiên, và tôi cũng luôn thúc đẩy các cầu thủ đề cao hơn nữa tính chính xác của bản thân mình, và tôi tin rằng tất cả các cầu thủ ở thời điểm hiện tại của không khí trong đội vẫn đang rất nỗ lực và tự tin nhất để hướng tới trận đấu sắp tới. Chúng tôi đã có một số những cái phân tích và phỏng đoán về cái tiếp cận của đội tuyển Indonesia
có thể là về phương án thứ nhất thì họ sẽ phòng ngự, chủ động phòng ngự và chờ đợi các cơ hội để phản công, hoặc cũng có thể họ sẽ đẩy cao để gây bất ngờ ngay từ những thời điểm đầu trận. Những bất lợi hoàn cảnh nào xảy ra đi nữa thì chúng tôi đã chuẩn bị những kế hoạch nhân sự khác nhau nhằm đối phó với cách tiếp cận của đối phương. Và bất luận là khi chuyên nhân sự nào sử dụng trên sân mỹ nữa thì tôi luôn luôn yêu cầu các cầu thủ we need to change the right decision cuối cùng là để right time we are efficient trong một cách bảo hộ cho đến các cầu thủ. Đương nhiên là để nói về tình huống đánh biên của Indonesia thì chúng tôi chắc chắn đã có sự chuẩn bị nhằm đối phó với các tình huống này. Thậm chí là trước khi bước vào trận đấu vừa rồi thì tôi cũng đã trao đổi với một số thành viên ban luyện của Nhật Bản, tại vì trước đó thì Nhật Bản tại Asian Cup thì họ cũng định thua tình huống đến từ hai thành viên của Indonesia. Ngoài việc tập luyện thì tôi cũng nhấn mạnh với các cầu thủ của toàn đội đó là các tình huống này họ đừng giao động, họ đừng có đặt nặng tâm lý trong các tình huống này gì cả. Bởi lẽ chúng tôi cũng đã có những sự chuẩn bị và sau trận đấu thì để nhìn nhận lại tình huống đó, tình huống thua đó thì có lẽ là duy nhất một tình huống đó thôi. Toàn đội đã không có được tổ chức phòng ngự tốt. Bởi lẽ trước đó tại Asian Cup chúng tôi đã gặp Indonesia, chúng tôi cũng có sự tập được chuẩn bị chống tình huống này biên này. Trận đấu đó thậm chí là ở Asian Cup chúng tôi còn nhận nhiều tình huống ném biên hơn, phải đến hơn 10 tình huống, nhưng chúng tôi không để thua tình huống nào. Và trận đấu ở Jakarta vừa rồi thì các tình huống ném biên khác của họ cũng không có gì nguy hiểm cả, nhưng chỉ duy nhất một tình huống sai số đó về mặt tổ chức thì đã khiến đội Nhật Bản thua. Và tình huống đó thì ngoài việc sai số về tổ chức thì cũng có sự mất tập trung của một số cá nhân nữa, và những cái thiếu sót đó đã khiến đội phải trả giá và bàn thua. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu thì tôi luôn luôn có sự rút kinh nghiệm và điều chỉnh với tất cả các cầu thủ để nhằm làm thế nào nếu trận đấu ngày hôm mai mà cầu thủ Pratama Akan số 12 của Indonesia vào sân thi đấu, chúng tôi sẽ có sức kiểm soát chặt chẽ hơn và khống chế tối đa những sai số, không chỉ từ sai số từ những tình huống đánh biên mà trước đó những Asian Cup của chúng tôi ấy, và chúng ta đã bị thua từ tình huống phạm lỗi và sẽ đến tình huống penalty. Thì chúng tôi đã tôi tin là với sự điều chỉnh đó thì các thủ chắc chắn sẽ sẵn sàng hơn và kiểm soát tốt hơn những tình huống. Thì tôi chỉ chẳng có một số lượng cầu thủ lớn và người đang đánh quay chiếc vì quý vị là dạng về bộ kỹ năng cá nhân nữa. Xong đá là hiện tại thì bây giờ là tăng về cái số quyền mạnh của người cho cách tôi có thêm sự chỉ dẫn về thay đổi và điều chỉnh về mặt bộ. Also, I have to say that the team has got 3-4 players in the position of the team. Và we know that the number of players in the position of the team during the 25 minutes. And I think that the most time that we have to be ready to fight, to press, to be mindful. Ngoài ra, đương nhiên là công ty của chúng tôi là need to be ready. Okay, and that's why we have to be ready to be ready. Nếu mà khi cần tới bởi lẽ trận đấu thì kéo dài 90 phút và đương nhiên là quá trình như thế này cũng xin phép là cái này đây quay chi là mình quy duy trì một cường độ phi cao một cái trận đấu và để đảm bảo là như là đang chơi và xin phép xin chấp xin đầu tiên là tôi sẽ cần xin điều chỉnh cho cái mặt và mình là tất cả các thủ vệ thì also I have to consider also 3-4 players able to finish the match because bản thân tôi thì trong những ngày vừa qua thì tôi có luôn quan sát biểu cảm, thái độ cũng như là cách sinh hoạt của các cầu thủ. Thì bản thân tôi không quá lo lắng về tinh thần của cá nhân các cầu thủ trên toàn đội, bởi lẽ tôi cảm nhận được là họ vẫn đang tràn đầy sự khát khao để sẵn sàng vào sân để cống hiến. Dĩ nhiên là trên sân tập thì tôi luôn luôn thúc đẩy họ về mặt cá nhân làm thế nào để tập trung hơn, chỉnh chu hơn, chăm chút hơn về những hành động cá nhân của bản thân mình. Và bản thân tôi thì với vai trò là một huấn luyện viên thì dĩ nhiên trách nhiệm của tôi đó là làm thế nào để định hướng và đưa ra được những đấu pháp về mặt tập thể, về mặt lối chơi để toàn đội vào sân và có một định hướng nói chung. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng sau một quá trình làm việc khá là dài rồi thì bây giờ các cầu thủ đã rất là hiểu những yêu cầu mà tôi mong muốn và tôi đưa ra cho họ, và vì vậy mà bây giờ tôi nói với họ đó là bản thân các anh cũng phải có trách nhiệm, dám nhận trách nhiệm về bản thân mình. Ở trên sân thì bản thân tôi không đã thay được cho các anh, và bản thân họ là các
là thời điểm họ cần nhìn nhận rằng tuân thủ luật pháp, ngoài việc tuân thủ luật pháp mà huấn luyện đề ra thì để hiện thực hóa nó thì các cầu thủ cũng cần nhìn nhận và thực hiện làm thế nào để tập trung nhất, chính xác nhất những ý đồ chơi đó. We will finish the pre-match press conference between Vietnam and Indonesia team now. Thank you for joining us and coming today.